Con chuối nhé. Để chịu chơi. Ây. Thank you.
còn không biết làm đâu. Rồi đây làm cái gì? Nhá nha con nha. Thank you.
Mẹ lấy bánh ra mẹ đi bán đấy. Đi xếp bánh với mẹ nào. Đi bán bánh nào. Đây, đây để mã đó. Đây này. Đây, phải cắm nhé. Bánh gạo nếp mà. Do á, chia là phải. Hãy subscribe cho kênh Duyên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ướp đi ra nào. Bánh cái bao nhiêu đây? Hai cái 5.000 thế là được 4 cái. Cho ba. Thank you.
Mình đi trồng hoa đẹp đẹp đấy. Không đi không. Mẹ chịu mẹ có nghỉ nhá. Thank you.
Về chơi nhỉ? Cô thì về chơi nhỉ? Đi về chơi nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Duyên.
Đâu nó bán nào em? Bó này 10. Ừ, em bó vậy. Bước bé bé thôi.
đi nhé. Thank you.
nhé, dễ ăn đi. Ăn cái gì ấy, ngon ngon thế nhỉ. No chưa? Còn no chưa? Có khó nghe không? Để xuống đấy. Đây làm cái gì? Mình đánh vào tay nhá. Mẹ cầm cứu rồi nhé.
Đấy, ngồi đây đợi mẹ nhé. Mẹ cất đi. Đi, đi cất vào gùi nhá. Ừ, đứng đây nhá. Đây nào, ngồi đây đợi mẹ tí nhá. Đây này, lấy dao này. Mẹ hái một tí xong rồi. Đứng đây để mẹ lấy gì đấy. Thank you.
Để mẹ tiếp. Chị cái món này. Đâu quả nào đây? Cứt đây mày nghỉ vừa thôi. Bao nhiêu đấy? Mưa năm nghìn à cô? Và lấy hàng nghìn nữa này. Mưa năm nghìn. Ăn đi, không bị đâu. Ăn đi nhá. Chân chân. Nằm im, chân to to đi. Chân to to luôn. Thank you.
con. Con đi ra ngoài đấy. Con ngủ mẹ.
anh mẹ nhá. Ngủ dậy giá. Ôi giờ ngủ dậy cho chị mẹ. Không bị người nhá. Đợi mẹ đấy nhá. Gì nhá?
Yeah.
Đứng dậy mà xem nào. Xem em đẹp trai của mẹ thế này. Bây giờ dạy cho con lấy ra nhé. Con giúp. Lấy ra để đây nhé.
đấy. Bao nhiêu đây? Coi gói này nhá. 5.000. Lấy luôn đi. Mẹ ép nước cho nhé. Thế làm đi mình. Đấy. Thế này. Thank you.
Để Vinh cho mẹ. Ngon nè, uống hết đi.
Thank you.
kia.